Không được rồi. Chị xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, giờ mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay là có món vịt làm gỏi bắp chuối á, với lại vịt xào gừng. Hồi nãy giờ là anh Sang làm, Như với mẹ là cắt ba khía. Cắt ba khía. Cắt vừa xong 40 mấy ký á mọi người. Là đói. Mà ý là sáng mình ăn mì, ăn mì rồi uống sữa rồi ăn đậu xanh nữa, ăn đậu xanh nữa mà vẫn đói. Hồi nãy là sữa xà mà mẹ đói bụng rồi đó, anh múc hai chén ăn đậu xanh mới no lại đó. Làm xong mà tới chiều nào không hay. Bao giờ? Sáng sớm mà làm tới 3 giờ. Mằng cũng giỏi, cắn giỏi chứ. Hai mẹ con. Anh Sang thì bữa sáng đi giao đồ xong rồi á là đi về, đi về là làm đồ ăn cơm luôn, làm đồ ăn cơm tự đặt mới quay luôn. Không biết có quay được gì không đây. Rồi nếu mình có gấp cái chén có gấp đồ ăn không? Không, như thế cũng nhỏ hơn là cái nước mắm nó ngọt hả? Ngon. Sáng rồi vịt không biết làm món gì ăn, một món xào gừng đó là biết rồi, như mê món xào gừng. Hỏi mẹ làm gì ăn, mẹ nói ai biết đâu à. Rồi hỏi cha, cha suy nghĩ ra món này ngon. Rau gỏi này ngon nè. Dạ. Nó chua ngọt này nó ngon hơn. Ngon hơn bắp cải. Bắp cải. Bắp cải không ngon. Cải nó cứng hơn. Em thích. Nhưng mà em thấy này ngon mà. Ừ. Bắp chuối này nhúng lẩu cũng ngon. Cắm thử cái mắm mặn này, nó ăn ngọt chết à. Vậy hả? Ừ. Xào gừng nãy mẹ, con thích ăn lửa thứ 2, thứ 3 á. Ừ. Nó quéo lại ăn mới ngọt. Mới lửa đậu chưa thấm hôn. Giống như cá kho tiêu cũng vậy. Nhiều lửa nào ngon hơn mấy. Được. Chưa thấm. Thấm là ngon. Hai mẹ con nó mằng chắc cỡ tới chiều. Mẹ, cuối cùng xong trong sớm bụng nó cỡ 4 giờ đó. Ừ. Xong sớm. Tại vì bà khía thì mình muối ên. Muối ên thì tới bây giờ là tới cái ngày mà mình phải trộn, là mình phải đem ra trộn nha. Nó vừa cái tầm nó sẽ ngon hơn. Rau ngon quá. Làm gỏi ngon quá. Con trồng được mấy bụi gừng tốt, ăn hoài không hết. Dạ ăn rồi, có lấy cái chòi nó ghim lại. Ừ. Đào ngay bụi cái nhỏ, cái bụi đó ăn gần hết rồi đó. Ừ. Em đào cái cho nó hết luôn, trồng lợi phát kiểu như mấy cái củ mà bự á, mình ăn rồi nó còn cái nhánh ở ngoài à, nó nhỏ. Với bây giờ làm như tháng hạn á mẹ, nó không tốt như tháng mưa đúng vậy? Rồi hạn rồi, nó già rồi, đã thu hoạch mà hèn chi nó. Ừ. Già nó túm lại già rồi, để tới tết là ta thu hoạch nè, làm mức nào ta bán gần nè. Cái gừng này là thím Út cho con nè, gắm cũng chua rồi nè. Dạ. Ngon rồi nè, thím gừng dữ rồi. Ừ. Chua dữ hả? Ừ. Tự nhiên cái cơm mẻ với giấm cho ăn làm ăn được không? Mà con nó vô một lần một 8 chén nước luôn á. 2 ly rượu 8 chén nước.
Phải rồi. Ý nó vô một lần mà nó cạn quá, con vô rồi bắt đầu cho nó uống rồi bắt đầu sợ nó mà chết á. Kiểu như mình nhiều quá, nó ít quá, sợ nó chết. Kiểu như ông nói là cái con mẹ nó mồi lại á. Giấm. Giấm. Giấm đó. Nó còn quay lại cái ít quá, ít nước quá. Con nước nhiều quá, sợ nó chết. Sợ nó chết. Ừ. Ví dụ như là quá ngon. Dạ. Ví dụ như mà giấm á. Bới chà. Ví dụ như mà giấm là mẹ cho rượu trước hay là nước trước? Mẹ cho rượu trước. Vậy hả? Nó không xỉn hả? À, không đâu xỉn gì đâu. Hồi nào vô mà ngoại trang hồi đó giờ vậy không mà. Con sợ nó xỉn, con cho nước đâu trước. Có xỉn gì đâu. Cái này ngon ha. Ừ. Mình cho lần 1-8, 2 cái đầu trời. Mình mới lường rượu đổ vô trước rồi mình mới coi được bao nhiêu. Mình mới lường nước đổ vô. Là trang một ly nước là 4, một ly rượu là 4 ly nước. Ừ. Là nó chua. Ừ. Tại cái keo nó bự mà con cho nó bự đầu ít quá cho thêm. Hẳn á, họ tính nó bị hư. Nuôi không được. Cuối cùng giờ nuôi được. Và hẳn nuôi không được thiệt chứ, trang gì mà không có qua không nghe mùi giấm không có chua chứ mà đợt này con mẻ giấm thành công. Con mẻ trắng tươi luôn mẹ. Ừ. Xào cũng ngon quá ta. Thời dịch cũng vừa ăn quá nè. Tự xào, tự luộc vì tự làm hết. Tự chặt vịt luôn. Tự chặt vịt luôn. Bữa nay giỏi đột sức. Không giỏi có gì ăn, lấy gì ăn. Đói bụng dữ rồi. Hai mẹ con mình mằn không à. Buông ra là cái gần cổ nó muốn đơ luôn. Mằn nhiều ngày quá. Nó thấm. Hôm qua là con đóng bánh phòng tới tối 8 giờ. Cái hộp nó hơi nhỏ. Ừ. Vừa nó khó. Hết đợt này qua đợt sau đặt cho nó hơi gọn một tí. Ừ. Trang nước xào vịt mẹ ngon lắm mẹ. Trang ăn cho. Ngon. Ớt bằm vô nhiều mới ngon. Nè, anh khoái anh Quyết nè. Mê anh Quyết dữ lắm luôn. Ừ, nè, đem bánh cho nó đi. Hủ tiếu mà còn ăn Quyết nữa mà. Mà Quyết trên mà của người ta bán Quyết mà Quyết cháo sao mà nó mềm mập hả? Nó không có cứng gì đây. Nó mới ngon nè. Ừ. Thế nào người ta pha thêm nước cho lẩm bớt. Ừ, đúng rồi, người ta đánh á. Đánh thêm nước á. Mềm mập rồi. Ta biết pha. Ừ. Ăn ngon ha. Ừ. Quyết trứng ngắt mình ăn đâu cảm giác nó ngon. Ngon, đúng rồi, không ngon. Này mà ai ốm ốm đi ra gió bay luôn. Gió tốt mà. Gió này bây giờ nước mới cá nhiều. Bây giờ thật sự gió tết. Ừ, mà nước lớn mẹ rồi. Muốn làm khó hiện được đó hả? Sao? Hổm ăn thịt kho á. Ừ. Bắt đầu còn gà, không có rau như chưa. Lấy gà. Thấy còn giá chứ. Mà giá mà ngâm cái giá là gỏi ngon. Chua. Cái giấm đường trộn luôn. Ăn ngon. Rồi mấy dưới rau ăn. Hồi vừa bỏ tỏi ớt vô, ổng chất chớ mà bỏ tỏi ớt vô, ổng cũng có gì được không? Ờ, chấm thử đó. Anh biết lý do làm sao mà anh ăn nó lạ không? Tại vì cái nước sốt tắc với đường á, nấu kẹo lên nó giống như cái mùi xí muội vậy á. Ừ.
đúng không? Mẹ thấy giống mùi thấy mùi đúng không? Cho nên thì mình làm nước mắm cái gì nó khác liền. Ừ. Cũng ngon ha. Quá gì dữa. Quá dữa. Gió này nhớ hồi đó nhặt đấy rồi rồi đi chạy lên 5 cân là trầu u nó sống gió khủng khiếp luôn. Giờ xong lớp mới không có sống gì nhiêu đâu. Tại nó cạn rồi. Đó tao đi vỡ không? Vỡ không à. Giờ sống nhiêu cũng không sợ. Ừ. Có đi vỡ nữa đâu sợ. Đói bụng rồi. Đói bụng mà tự vô bếp tự xử. Chờ đợi mặn mới biết nào. Mẹ con mình này mới rồi chưa có ăn đâu. Lột ký mấy tỏi nữa. Chứ sao mà không lột tỏi cũng nhanh. Ừ. Mà sao mà vừa hay luôn ha. Vừa chính là mình vừa xong. Mình mấy can mới hay nè. Mặn vừa chín thì mình vừa xong. Xong luôn rồi đó hả? Rồi dạ. Hết đây. Mà mẹ với em chờ lột đi ngồi tiếp. Tiếp vô ngồi này tiếp. Không biết ai tiếp ai. Nói đó biết làm sao, nông đốc tinh thần. Rồi mình nghĩ suy nghĩ mặn đi một lát nữa. Mình chưa gọi mẹ mình với vợ mình còn tiếp. Mình không có ngán. Mà không gọi nó tiếp ngược lên mình cái gì. Mình nói gì có người. Mà không gọi tiếp ngược mình. Ừ. Mà không ai tiếp ai hết vậy. Vừa xong luôn. Con quay qua rồi ăn. Con phóng xuống rồi. Không mà cũng làm mà nếu mà có anh sai nữa mình làm nhanh. Ngon ha. Ừ. Ăn bát cơm quá à. Nó bụng quá. Mẹ con bé thêm. Nói vậy. Nói rồi. No rồi. Có gì không? Đến này mà ai có cá sẽ nước cá dữ lắm. Ừ. Giờ nước lớn rồi. Lớn này tới chiều, tới tối luôn á. Khuya mới giật rồng. Này có cá này cũng gà lúa. Gà nước ngược đó. Ừ. Măng xong lúc này. Làm xong này là bắt đầu hết nước này là bắt tay vô công trình. Cắt nhà. Vậy hả? Cái trời ngoài sao không giờ anh sao cũng đào đất lắm. Mới đầu lắp mới thì thấy nó lưng với mẹ. Nó ít đất á. Ừ. Bây giờ ổng quyết định là cho nó cao lên. Con thấy làm đắp đất đi cho nó cao với mỗi lần làm lần khó mà nước càng ngày càng ngập. Đúng rồi. Nước mà lâu dài. Để dài mình... năm mới nó mới cái hư. Để nước ngập ủng. Không giờ ổng đào đi cá. Rảnh nhất nào là ông ra ông làm nhất mấy. Nóng mình nên. Bị té xe cả tuần nay trọng thương. Bị lúc này một tí nó cũng đi đâu nữa. Sửa xe, à mà nó đi sửa xe trình dương chứ thôi nó rảnh nó cũng kêu qua bằng tiếp. Mẹ đi bằng suốt, thằng kia chảnh của mình nên cũng có bằng kịp đâu. Ai cũng suốt hết trơn, ừ. Chỉ ngoại cũng suốt luôn. Rồi có ai đâu. Mình nên tự mặn. Mẹ không có ai tiếp, em út con đứa nào tiếp hết chứ. Rảnh thì ra làm, mà mấy bữa nay té xe trọng thương. Bữa xưng cái giò chùa phù mà cũng ráng đi giao đồ.
Tội hả? Ừ. Tội hết hả? Tội tội nghiệp quá. Ừ. Người mình có tay à. Bấy luôn. Mà bữa dữ lắm. Tội quá. Nhưng mà thơm nha. Mang đôi dép mới không hư một miếng luôn. Ổng nói gì nè. Thế sao giờ cẳng tay chân bánh chừng mà cái đôi dép mới không hư. Ừ. Cái tay chân mà nó có banh thì cũng còn lành. Còn dép hư đứt đông thiệt. Còn chứ. Ngày bữa đó mang đôi dép mới không hư luôn. Con cũng nói gì chàng mẹ vậy đó. Hư đôi dép rồi nó không lành được, tốn tiền. Ừ. Tay còn lành. Tại né ông kia rồi nó đồng. Cái ổ gà thắng rồi cái nó chợt bánh. Ừ. Đường mẫu gà nguy hiểm. Thì thôi. Mà sao mấy ông nội tôi chưa bận cái này cho rồi không biết nữa. Chắc đợi qua Tết luôn. Quá trời 5 căn mà mấy cái lộ đi. Mẹ biết ra không sửa không? Con đi làm để vậy đặng năng cái một luôn. Ừ. Cho nên không sửa nữa. Chứ mỗi lần năm nào gần Tết cũng sửa hết. Ngập tại năm nay nước ngập quá. Ngập lộ cho nên quyết định năng luôn. Để hôm nước lên bằng đêm qua không ta? Mẹ. Mẹ cạp đi. Cho ăn cái lưỡi nó chuyện dữ nữa. Cái này còn cái chuyện gì nữa. Cái chuyện nhiều nữa. Chắc gừng cái gì mà la nhiều quá cũng không nấu nhiều đâu. Em phái xào gừng là phái ăn gừng nhiều à. Ừ. Nó thấm ăn cộng gừng nó ngon. Nước mắm mình thấm với cái này cũng hợp. Tại cái này nó chua ngọt rồi nha. Ừ. Đó về trên cậu vậy nó ngon ăn nước mắm mặn không lộn. Ừ. Ngon, ngon. Mình đây mình ăn nước mắm làm chấm với... Nhưng mà cậu á, làm cậu ăn nước mắm nấu á, cái độ cao hơn của mình nữa. Mua nước mắm rẻ hả? À. Hãng á. Dạ. Ba giờ cậu mua nước mắm ngon mà rồi đó chứ. Ừ. Ăn nước mắm rẻ tiền thôi. Ăn loại mà cái chai mà ngày xưa đông xăng chai mũ hả? À. Ừ. Cái chai mũ đông lít á nó rẻ nữa. Nhưng mà ăn nó vẫn ngon. Vì làm sao, như về chả ăn gì cũng ngon chứ mày. Sau này đúng rồi. Về chả ăn gì cũng ngon. Ăn ba cái mắm đó mẹ. Ừ. Trời ơi, ăn ghiền luôn. Mà mắm mà Út mà ngon nha, mắm cà phê á. Ờ ngon. Mà Út mặn xong mà Út kiểu như trao ở trong đó luôn đó mẹ. Tỏi, ớt rồi luôn là chỉ cần lấy ra là ăn thôi, không cần nêm nếm lại. Mà Út mới giỏi. Đi bán tên này đi mắm. Tên này về ngoài không? Ừ không? Tên này về ngoài không? Đủ của ba. Thì chắc mùng 2 mình đi đó. Dạ. Bữa nãy nói gì tôi rồi. Tôi nói là điện chế mùng 2 nó vô. Thì Diễm năm nào về nó không về ngoài. No. Ngộ ha, đói bụng ăn vô no ngộ thiệt chứ. Okay. Ừ. Hết hết rau cậu luôn. Uh-huh. Nãy mẹ nói trộn ít thì sợ không hết á. Ừ. Hết quá trộn không đâu. Nhà con ăn gào cũng khiếp lắm. Như Dương cái này là phái lắm. Chén đẹp mà, chén này thì chịu nè. Chén đẹp. Bữa chua coi, đây giơ tay lên. Chua coi là chim chua chốt á. Cục. Cục cá hả? Dạ. Chua coi là chim là chua nói đẹp á mẹ ơi, chốt cái bụp được chục cái chén. Ồ, chén người ta đẹp. Với mấy cái ly á anh. Chén mà ta còn bán như là chim á mẹ bán mạng á. Ừ. Gửi về, không bằng mới đi lựa. Cả nhà ơi, giờ gia đình Như ăn cũng no rồi, nên Như xin phép ngưng nha. Cả nhà mình mà có gần Tết nè, có nhu cầu mà mua tôm khô, cá sặc bổi, cá lóc, cá kèo, rồi mắm tôm, ba khía, bánh phồng, làm quà tặng hoặc là biếu hoặc là để nhà ăn gì đó,
thì nhớ liên hệ với Như qua số điện thoại là 0944420422 nha. Giờ thì thôi, Như xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye.